Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một mẫu sản phẩm nữa là bộ hoành phi câu đối hàng liền khối. Và bộ hoành phi câu đối này được làm 100% từ chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Và đây cũng là một đơn đặt hàng tới từ anh Bình, anh ở Phú Thọ. Anh đã đặt hàng online cho chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt giới thiệu chi tiết tới gia đình anh cũng như tất cả quý khách hàng trên toàn quốc biết được. Bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Câu đối có kích thước dài 2m17, rộng 28 và dày 5 phân. Hàng này là hàng siêu dày. Và câu đối là có dịch phụ đề tiếng Việt cho quý khách dễ hình dung. Một bên chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, một bên chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Toàn bộ được đục tay thủ công. Và phần nền là chúng tôi chặt gấm. Và bức hoành phi chúng tôi cũng báo luôn kích thước là dài 2m17, rộng 67. Và đây là tấm liền khối. Chúng tôi không làm khung. Bình thường các cái bộ bình thường trước là chúng tôi làm ván 3 phân và nong khung 7 phân. Và đây là chúng tôi làm hàng liền khối, hàng dày 6 phân. Chúng tôi làm thành một bức đại tự luôn, không nong khung. Một tấm ván liền, không ghép. Và được đục tay thủ công kênh bong. Đây là mẫu hoành phi lồng cuốn thư bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Chúng tôi xin nhắc lại là đây là chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Và khi xong mộc thì nó sẽ lên được màu sắc hơi ánh vàng. Bên phải này chúng tôi chạm mà long hóa mai. Và bên trên cuốn thư thì chúng tôi chạm mà đôi chim điểu đang bay vào giữa ba chữ Đức Lưu Quang. Có phụ đề tiếng Việt. Phía dưới chúng tôi chạm đầu hổ phù. Đầu hổ phù đã được chúng tôi cải biên đó là hóa lá tây. Quý vị xem kỹ. Và cái nét đục cánh chim, mắt chim rất là có hồn. Đây là điểm đặc biệt tại làng nghề gốc La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bình thường các cái hàng nong khung thì chúng tôi bán với cái giá rất là ưu đãi, thì quý khách nào cũng mua được. Nhưng với cái hàng liền tấm liền khối như này thì dành cho những người nhiều tiền và thích chơi về các cái đồ sang trọng. Vì giá thành của bộ sản phẩm này nó lên rất là cao, thì quý khách có thể tham khảo các cái mẫu sản phẩm giá bình dân trong trang chủ YouTube tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thắc mắc hay cần giải đáp vấn đề về đồ gỗ cũng như về các cái sản phẩm nội thất phòng thờ, phòng khách, quý khách hãy bình luận phía dưới video, chúng tôi sẽ tư vấn và trả lời quý vị qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Các bạn đang xem đây là chúng tôi để cạnh một cái câu đối nền trơn và không có chữ phụ đề tiếng Việt, quý khách dễ hình dung nữa. Các cái chữ này chúng tôi đã được dịch phụ đề tiếng Việt cho anh khách hàng ở trên Phú Thọ. Và bộ hoành phi này là bộ hoành phi có kích thước dài 2m17. Câu đối cũng dài 2m17. Và thước phong thủy, thước lỗ ban. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ giới thiệu bộ hoành phi bằng gỗ hương, giá rẻ, chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Và tấm ván chúng tôi đã đục xong, đang dựng kia là thư pháp. Quý khách có nhu cầu về hoành phi câu đối cũng như các cái nội thất phòng thờ, bàn thờ, quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng như hàng sơn son thép vàng hay hàng sơn PU, hàng Vecni. Chúng tôi có nhận trùng tu tất cả các mặt hàng đồ thờ cúng đã qua sử dụng. Quý khách hãy chuyển hàng về cho chúng tôi
tại địa chỉ làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm. Video đang được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất Hoành Phi Cố Đối của chúng tôi. Các cái mẫu liền tấm liền khối như này chúng tôi trung bình một tháng ra từ 15 tới 20 bộ. Còn các cái bộ bình thường nong khung chúng tôi ra từ 100 tới 200 bộ. Vì hàng nong khung phổ thông hơn hàng liền tấm giá thành rất là cao. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Quý khách muốn tham khảo, quý khách hãy truy cập vào trang chủ Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube để xem thêm. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.